bị Thương Tín tố nhập nhằng tiền bảo hiểm, Trịnh Kim Chi nói gì? Theo lời Thương Tín, vì Trịnh Kim Chi nhập nhằng tiền đóng bảo hiểm cho con gái nên nam diễn viên mới đề nghị gửi lại cho mình. Trong buổi gặp gỡ với thanh niên chiều ngày 19 tháng 12, Thương Tín chia sẻ về ồn ào liên quan đến tiền kêu gọi từ phía Trịnh Kim Chi. Nam diễn viên nói trước đây, khi kêu gọi ủng hộ, Trịnh Kim Chi có nói sẽ trích tiền ra để mua bảo hiểm cho con gái mình. Sau này, khi thấy có gì đó mơ hồ, ông hỏi về giấy tờ, biết là có đóng, nhưng mới đóng có một năm thôi. Cô ấy nói đóng một cục thì phía bảo hiểm không cho. Mặc dù trước đây cô ấy nói đóng rồi, bây giờ phải trả lại tiền bảo hiểm, để chúng tôi muốn mua bảo hiểm cho con tôi ở đâu thì kệ chúng tôi. Đây là tiền cộng đồng mạng cho tôi chứ đâu phải cho Trịnh Kim Chi đâu, ông nói. Theo lời Thương Tín, ông cũng có hỏi luật sư thì phía người này nói, hồ sơ này ai làm cũng được. Tôi làm 10 cái cũng được. Vì vậy, diễn viên Biệt Động Sài Gòn muốn đồng nghiệp gửi lại tiền. Ông kể, sau đó cô ấy nói để trả lại tiền cho cộng đồng mạng. Tôi mới nói trả đi vì chúng tôi cũng không cần thiết gì. Tưởng đâu hù là chúng tôi sợ, nhưng sau đó mới nói rằng nếu trả thì phức tạp. Trong cuộc trò chuyện, Thương Tín phủ nhận chuyện phung phí như thông tin mà cộng đồng mạng đăng tải. Nam diễn viên cho biết sau khi nhận số tiền hơn 100 triệu từ Trịnh Kim Chi, ông sửa lại xe hơi do một người bạn tặng, trang trải cuộc sống trong giai đoạn giãn cách xã hội. Nếu Trịnh Kim Chi không nói hoàn cảnh của tôi thì cộng đồng mạng đâu biết mà giúp. Nên tôi cảm ơn. Nhưng đó là việc Kim Chi tự động nhảy ra làm, chẳng hỏi ý kiến tôi. Tôi không một lời nào nhờ vả hết. Thương Tín cho hay. Nói về kế hoạch sử dụng số tiền hơn 240 triệu sau khi nhận lại từ Trịnh Kim Chi, Thương Tín cho biết, bây giờ tôi đưa hết vô ngân hàng cho con tôi, để tiền lợi cho con đi học. Vì đã hứa là đóng rồi, nếu Trịnh Kim Chi không đóng thì trả lại cho tôi đóng ngân hàng khác để lấy lợi cho con. Nếu nói tôi lấy tiền về dùng là vô lý. Liên hệ với Trịnh Kim Chi, nữ nghệ sĩ cho biết thời điểm Thương Tín nằm viện, cô có đến nói chuyện với vợ của nam diễn viên. Đồng thời, bà bầu sân khấu kịch khẳng định còn xin phép đồng nghiệp mua bảo hiểm cho con gái ông. Trịnh Kim Chi cho hay, nếu như tôi không đóng tiền, làm sao người ta giao giấy bảo hiểm? Với lại tôi có quay video lại đàng hoàng. Mọi người cũng xem rồi. Cái này bên bảo hiểm làm việc đàng hoàng, có đại diện đến giao luôn mà. Diễn viên mẹ ghẻ nói cô có trách nhiệm với số tiền nhà hảo tâm ủng hộ nên khi bàn giao lại, cô đã yêu cầu đàn anh ký nhận. Giải thích về việc giữ số tiền hơn 240 triệu mà không đóng một lần cho công ty bảo hiểm, Trịnh Kim Chi nói, ban đầu tôi nghĩ bảo hiểm này sẽ đóng một lần luôn. Nhưng khi quyết định mua, bên công ty nói rằng chỉ đóng theo từng năm. Cho nên tôi mới nói với anh Tín sẽ giữ tiền này để đóng mỗi năm. Khi tôi đóng năm đầu tiên là người ta giao hợp đồng cho vợ anh Tín. Và bữa đó có anh ấy ở đó luôn. Tôi có quay clip đàng hoàng. May là lúc đó tôi có cẩn thận quay lại, chứ không lại không biết sao. Từ bữa giờ tôi hỏi giấy bảo hiểm đâu thì cứ ngơ ngác, nên không biết vợ chồng anh Tín còn giữ hay không. Nhưng nếu không đóng tiền thì làm sao có hồ sơ đó? Việc anh Tín nói tôi không đóng bảo hiểm là không đúng, bà bầu sân khấu kịch khẳng định. Đồng thời, Trịnh Kim Chi nói thêm đến hiện tại, cô chưa nhận thông tin này từ phía Thương Tín hay một kênh YouTube nào đăng tải như vậy. Nữ nghệ sĩ kể thời điểm đến nhận tiền bảo hiểm, vợ chồng diễn viên ván bài lật ngửa vui vẻ, đồng thời hứa hẹn sẽ làm đúng cam kết và gửi lời cảm ơn nhà hảo tâm. Thật sự tôi rất bất ngờ khi nghe thông tin này. Trước đến giờ tôi luôn muốn giữ hình ảnh tốt đẹp cho anh Tín, mong anh ấy có cuộc sống ổn định với vợ con. Nếu thật sự anh ấy nghĩ và nói về tôi như vậy thì buồn lắm. Dù sao thì anh ấy cũng là đồng nghiệp, là đàn anh của tôi nên hy vọng không phải là như vậy, cô chia sẻ.